thiểu sử MC Quỳnh Hương, MC tài năng và cuộc hôn nhân từng bị gia đình phản đối gay gắt. Quỳnh Hương tên đầy đủ là Lê Đỗ Quỳnh Hương, chị sinh ngày 1 tháng 5 năm 1974 tại tỉnh Long An. MC Quỳnh Hương là gương mặt quen thuộc của nhiều khán giả truyền hình. Chị đã có 19 năm gắn bó với chương trình Thay Lời Muốn Nói. Đây không còn là một chương trình truyền hình do nữ MC phụ trách, mà còn là một phần của cuộc đời chị. Năm 2019, người đàn bà khóc bất ngờ chia tay với chương trình. Chị muốn thực hiện nhiều hơn những dự án cộng đồng. MC Quỳnh Hương là một trong số những MC truyền hình nổi tiếng nhất của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt trong nhiều năm qua, Quỳnh Hương vẫn luôn là một nữ MC xinh đẹp, dịu dàng, tràn đầy cảm xúc và vẫn thường xuyên xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình. Có thể nói, nhắc tới chị, người ta nhớ ngay đến một nữ MC giàu cảm xúc, người đã truyền tải những câu chuyện xúc động đến hàng triệu khán giả truyền hình thông qua những chương trình ca nhạc mà chị dẫn dắt. Trong nhiều năm qua, đặc biệt là chương trình Thay Lời Muốn Nói được nhiều khán giả truyền hình miền Nam yêu mến. Vào năm 1996, Quỳnh Hương tốt nghiệp khoa Anh văn của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chị chính thức gia nhập vào đội ngũ biên tập viên của đài truyền hình HTV vào năm 1999. Bên cạnh đó, chị còn làm nhiều công việc khác nhau như giảng viên thỉnh giảng khoa Anh văn hệ tại chức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên Anh văn cho đoàn tiếp viên Việt Nam Airlines, biên tập viên, phóng viên báo Mực Tím và báo Khăn Quàng Đỏ, thành viên bút nhóm và me xanh, cộng tác viên cho các bản tin tiếng Anh trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2000, chị về làm việc tại ban ca nhạc của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã dẫn dắt nhiều chương trình, nhưng Quỳnh Hương được nhắc đến nhiều nhất là chương trình Thay Lời Muốn Nói. Chị cũng từng là người khởi xướng cuộc thi tiếng hát mãi xanh dành cho giới trung niên và vợ chồng cùng hát, sân chơi cho những cặp vợ chồng yêu thích ca hát. Vốn là người sâu sắc trong suy nghĩ và lời nói, cùng với phong thái bình tĩnh và điềm đạm, được sự yêu mến từ khán giả, nên trong cuộc sống gia đình và công việc, MC Quỳnh Hương đã đạt được nhiều thành công. Năm 2010, chị đã xuất sắc giành được giải Mai Vàng hạng mục người dẫn chương trình hay nhất, hay giải thưởng truyền hình HTV Awards dành cho hạng mục người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất. Mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng nhan sắc ở chị vẫn không có nhiều sự biến đổi theo thời gian. Mới đây, chị cùng với con trai gia thoại của mình tham gia hóa thân hình tượng nàng công chúa trong Hoàng tử ếch hay Alice trong câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, Bạch Tuyết, nàng tiên cá để truyền tải những thông điệp ý nghĩa phía sau những câu chuyện trẻ thơ. Cuộc sống của MC Quỳnh Hương sau khi rời chương trình Thay Lời Muốn Nói. Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với chương trình Thay Lời Muốn Nói, MC Quỳnh Hương đã quyết định dừng lại để thực hiện nhiều dự án riêng. Nữ MC gốc Long An cho ra mắt chương trình Khi Cần Chia Sẻ, hướng về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Những dự án mà nữ MC sinh năm 1974 thực hiện đều có ảnh hưởng không nhỏ, giúp nhiều người có thêm trải nghiệm về du lịch, thay đổi bản thân và sống tích cực hơn. Bên cạnh đó, Quỳnh Hương cho ra mắt cuốn sách khuyến khích yêu thương, tạo sự yên ổn trong tinh thần. Ngoài ra, nữ MC 7X cũng thông qua kênh YouTube của mình mở đầu loạt chương trình về thần số học. Đây là bộ môn khám phá bản thân qua những con số. Về cuộc sống cá nhân, nữ MC hiện hạnh phúc bên ông xã hơn 14 tuổi và có quãng thời gian an yên cùng gia đình. Quỳnh Hương có một con trai hiện tại đã 19 tuổi và đang du học ở Anh. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, chị không yêu cầu con trai trở lại mà muốn quý tử quyết định cuộc sống của mình. Nữ MC cho hay, ông xã biết chị năm chị 7 tuổi, nhưng đến 22 tuổi, cả hai mới bắt đầu yêu nhau. Nói về nữ kia, Quỳnh Hương cho biết chồng là hoa tiêu của cuộc đời mình. Chị chia sẻ, ông xã là hoa tiêu của mình. Tôi biết anh lúc tôi 14 tuổi, mối quan hệ nửa thầy, nửa đàn anh của anh ấy thực sự định hướng tôi nhiều lắm trên đường đời.
Tuy vậy, không có nghĩa là được anh chăm bẵm, trái lại nữa là đằng khác. Anh luôn để tôi tự bơi sau khi đã chỉ ra một hướng đi mới. Tuy vậy, cứ mỗi lần anh mở lời nói một câu gì đó anh quan sát được, thì y như rằng vài năm sau, đường đời lái tôi đi y theo hướng đó. Dù thời điểm anh nói, tôi hầu như không thấy mình liên quan hay có khả năng gì về hướng đó. Cuộc hôn nhân từng bị gia đình phản đối gay gắt. Ít ai biết rằng, khi có được gia đình hạnh phúc này, Quỳnh Hương đã phải trải qua nhiều khó khăn. Nữ MC từng bị phụ huynh ngăn cấm không cho đến với chồng hiện tại. Chứng kiến nhiều tình yêu của các đôi trẻ thời nay dễ dàng đến với nhau rồi chia tay chóng vánh, nữ MC chia sẻ. Giờ người trẻ hay than tình yêu giờ nhạt quá. Quỳnh Hương thấy giờ họ tới với nhau dễ quá. Ngày xưa còn bị cha mẹ cấm. Quỳnh Hương yêu ông xã bây giờ bị cấm, chỉ ráng làm sao đấu tranh để đến được với nhau. Từ năm này đến năm kia, còn đâu thời gian nữa mà nhạt. Các bạn yêu nhau, một cái tới được liền, dễ dàng đạt được những thăng hoa trong tình yêu, thì sau đó sẽ là nhạt, vậy thôi. Cô còn tâm sự thêm về câu chuyện ngày xưa của ông bà. Quỳnh Hương từng hỏi ông bà, tại sao giờ này sống được với nhau? Ông bà bảo, đồn hư người ta đem sửa dùng tiếp, chứ không dễ dàng làm lại một chặng đường mới. Đó là điều mà các bạn trẻ nên rút kinh nghiệm. Chính vì quá khó để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như ngày nay, nên MC Quỳnh Hương luôn trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Ngoài gia đình nhỏ, chị cũng thực hiện nhiều dự án cộng đồng có ý nghĩa.